Máy chiếu xa, máy chiếu gần, máy chiếu siêu gần. Thì ba cái loại máy chiếu này thì nó có cái những cái điểm khác nhau như thế nào, ưu điểm, nhược điểm của mỗi loại ra sao, thì cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ xét về cái nguyên lý chiếu. Thì đúng như cái tên gọi của nó, máy chiếu xa là một cái máy chiếu gọi là phổ thông nhất hiện nay. Nó chiếm đến tầm khoảng 70-80% cái thị phần máy chiếu. Thì máy chiếu xa có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đặt máy cách cái tường chiếu khoảng tầm 3m là một cái khoảng cách cơ bản. Ở đây thì các nhà sản xuất máy chiếu họ tính là một cái phòng gọi là trung bình là 3x3 hoặc 3x4 mét. Và đặt máy cách tường khoảng tầm 3m là sẽ chiếu được 100 inch. Thì với những cái máy khoảng cách khoảng tầm từ 3m, từ 2m rưỡi đến 3m cách tường chiếu mà chiếu được 100 inch thì chúng ta có thể gọi nó là máy chiếu xa, là máy chiếu phổ thông nhất hiện nay. Tiếp đến là những cái con máy chiếu gần. Máy chiếu gần thì đặc điểm là nó sẽ có cái mắt lồi như này này, thì nó sẽ là máy chiếu gần. Thì máy chiếu gần thì cái khoảng cách từ máy cho đến tường chiếu để chiếu được 100 inch thì nó rơi vào tầm 1m cho đến 1m rưỡi, thì nó là thuộc về dòng gần. Chúng ta hay được cái được viết tắt về cái ký hiệu là ST ấy, là short throw ấy, là máy chiếu gần. Còn máy chiếu siêu gần là những cái con máy có cái tỷ lệ phóng, tỷ lệ ném nó lớn nhất. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉ cần đặt máy cách tường chiếu khoảng tầm 35cm là từ đáy, và từ tâm thấu kính nó khoảng tầm 50cm từ chỗ thấu kính cách tường là chúng ta có thể chiếu được 100 inch rồi. Và hiện nay thì có thêm cái con là con mới nhất hiện nay là con Zimgo O2 Ultra, thì nó đã thu hẹp bớt cái khoảng cách ấy lại, là chỉ cần từ đít máy cho đến tường là đâu là 18cm là đã chiếu được 100 inch rồi. Thì đấy gọi là những con máy chiếu siêu gần. Đặc điểm của những con máy chiếu siêu gần là nó sẽ có một cái len ở phía này và chiếu hắt ngược lên trên cái mặt phẳng chiếu như thế này. Tiếp theo là về mức giá, thì cái con máy chiếu xa là những cái con máy chiếu phổ thông nhất hiện nay, bởi vì nó dễ dàng thiết kế nên là cái mức giá của nó cũng là tốt nhất. Ở cái mức giá của những cái con máy chiếu xa này này, nó dao động trong khoảng từ 1 triệu cho đến từ 1 triệu trở lên là đã có những con máy chiếu xa rồi, và cho đến cả vài trăm triệu thì nó cũng sẽ có những cái con này. Nó sẽ dễ dàng sản xuất và cái mức giá nó sẽ dễ tiếp cận hơn với chúng ta. Còn những cái con máy chiếu gần thì cái mức giá của nó phải dao động trong khoảng từ trên chục triệu cơ, đấy là với máy mới. Còn với những cái con máy đã qua sử dụng thì nó cũng phải tầm khoảng từ 7-8 triệu trở lên thì là chúng ta sẽ có được một con máy chiếu gần mắt lồi như thế này. Và dòng siêu gần là cái dòng đắt nhất trong ba cái dòng này. Trước đây thì cái dòng siêu gần ấy giá của nó rất là cao, phải tầm 3-40 triệu trở lên, nhưng hiện nay thì những cái con máy chiếu siêu gần nó đã khá là rẻ rồi, nó đã tiệm cận được với những con máy chiếu xa. Ví dụ như cái con mình đang cầm trên tay này là con Dengbei U1, con này thì giá hiện tại nó chỉ có hơn 10 triệu thôi. Hơn 10 triệu thì nó đã rút ngắn cái khoảng cách về giá lại so với lại cái dòng máy xa và dòng máy gần rồi. Rồi chúng ta sẽ sang cái ưu điểm nhược điểm của mỗi cái dòng này. Nó sẽ có ưu điểm nhược điểm khác nhau nhé. Đầu tiên là dòng máy chiếu xa, thì mình thấy cái ưu điểm lớn nhất của dòng này đấy là cái độ phổ biến của nó, chúng ta sẽ rất dễ tìm nó, bởi vì là cái giá của nó khá là rẻ. Và cái độ phổ biến của những cái dòng xa này nó rất là phổ biến, nên là chúng ta có thể tìm được đa dạng những cái model máy nó phù hợp với lại cái mức giá của chúng ta cần tìm. Tuy nhiên nó sẽ có một cái nhược điểm, đấy là với những cái dòng máy xa như thế này thì chúng ta cần phải có một cái không gian để mà chiếu được 100 inch, thì chúng ta cần phải có một cái không gian từ chỗ đặt máy đến chỗ tường chiếu tối thiểu là 3m thì để chúng ta chiếu được 100 inch. Hoặc một số con máy xa nữa, nó còn phải đặt cách 3m rưỡi 4m mới chiếu được 100 inch. Nên cái không gian chiếu của chúng ta ấy, thì chúng ta cần phải có một cái không gian có đủ rộng rãi để đặt được những cái con máy chiếu xa như thế này. Và thường là chúng ta sẽ hay bắn lên trần, hoặc là hay đặt lên một cái chân tripod, hoặc là một cái giá gì đấy để dùng cho những con máy chiếu xa. Thứ hai nữa, một cái nhược điểm thứ hai nữa của cái con dòng máy chiếu xa này, đấy là khi mà chúng ta đi ngang qua cái thấu kính trong cái khoảng chiếu của nó, ví dụ như đây từ tường đến từ chỗ ống kính đến tường chiếu, mà chúng ta đi ngang qua hoặc là chúng ta có cái vật ngang qua thì nó sẽ bị in bóng lại trên màn hình. Nó sẽ bị in cái bóng lại trên màn hình, cái bóng người ấy. Đấy, nên là khi mà chỗ mà hội trường đông người hoặc là chúng ta đặt trong nhà mà chúng ta hay đi lại thì nó cũng khá là bất tiện trong cái việc mà cái bóng của chúng ta in lên trên cái mặt phẳng chiếu. Và cái thứ ba nữa là nếu mà với các anh em mà đi cảnh, các anh em mà chiếu phòng bay ấy, thì chúng ta muốn chiếu một cái không gian rộng, rất là rộng, thì cái dòng máy xa này nó sẽ không phù hợp, tại vì nó sẽ phải để cách cái mặt phẳng chiếu nó rất là xa, và những cái phòng như vậy thì chúng ta sẽ không thể thiết kế được. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang cái dòng máy chiếu gần. Thì cái dòng máy chiếu gần thì nó sẽ có cái ưu điểm là nó sẽ thu hẹp lại cái khoảng cách từ chỗ ống kính đến mặt phẳng chiếu hơn là dòng xa.
nên là chúng ta sẽ phù hợp với những cái trường hợp mà chúng ta cái không gian nó không đủ chỗ để setup những cái dòng xa, thì chúng ta dùng những cái dòng gần này thì nó vẫn dễ setup cho chúng ta trong việc là trình chiếu thuyết trình, đi qua đi lại qua cái phần không phải đi qua lại phần ống kính mà đi về phía sau, thì nó sẽ không bị in cái bóng của chúng ta lên cái tường chiếu đấy. Và cái nhược điểm là cái này nó hơi lỡ cỡ, tức là xa thì cũng không xa hẳn mà gần thì cũng không gần hẳn, thành ra là để mà đặt thì lại phải tìm chỗ để đặt, nên là cái này nó sẽ hơi phù hợp thiên hướng cho anh em bay phòng hoặc là anh em mà dùng thuyết trình trong cái không gian mà nó không được rộng lắm thôi. Rồi, chúng ta sang cái dòng siêu gần. Đây, cái dòng siêu gần. Thì cái dòng siêu gần này phổ biến nhất là chúng ta sẽ thấy là chúng ta hay đặt luôn ở trên cái kệ tivi ở nhà để chiếu hắt lên giống như là chúng ta đang chiếu tivi, hoặc là chúng ta đặt sát ở như cái chỗ tường chiếu luôn. Thì với những cái dòng siêu gần này thì cái ưu điểm lớn nhất của nó ấy là nó có cái tính thẩm mỹ khá là cao, khi mà chúng ta vừa là để dùng trình chiếu đặt lên trên kệ tivi, vừa là để làm cái trang trí decor cho một cái phòng nó sang trọng hơn, nó hiện đại hơn. Và tiếp theo nữa là khi mà đặt như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp phải tình trạng là đi ngang qua cái phần thấu kính chiếu để cho in hẳn cái bóng lên trên màn hình chiếu cả. Nó sẽ rất là thuận tiện khi mà chúng ta di chuyển xung quanh mà không hề ảnh hưởng đến cái việc trình chiếu. Song song với đấy thì nó sẽ gặp phải một số các cái nhược điểm, như là một là cái mức giá của nó là phải trên 10 triệu chúng ta mới có thể chơi được những dòng siêu gần mà nét đẹp cinema như thế này. Và cái tiếp theo nữa là để mà cho cái chất lượng hình ảnh đẹp nhất của các cái dòng máy siêu gần thì chúng ta một là chiếu cùng với một cái màn fixed frame, tức là một cái màn phẳng hoặc là tường phẳng hoặc màn phẳng, thì nó sẽ không bị lượn sóng, tức là cái này là ánh sáng hắt từ dưới lên, nên là với những cái màn phổ thông kiểu cái màn cuộn từ trên xuống phổ thông như này ấy, thì nó sẽ bị lượn sóng khi mà chúng ta chiếu hắt ở dưới lên, nên là cái máy này nó sẽ phù hợp nhất với lại một cái mặt phẳng nó rất là phẳng như là tường phẳng hay là màn fixed frame khung. Và để mà đẹp mà một cách gọi là phát huy được tối đa cái công dụng của những cái dòng siêu gần thì chúng ta nên chơi thêm kèm một cái màn quang học. Thì cái màn quang học này nó có cái tác dụng là nó sẽ có những cái đường gân để cản những cái ánh sáng xung quanh chiếu vào, nên là nó sẽ cho được cái hình ảnh đẹp nhất. Ok anh em, đấy là sơ lược cho anh em về ba cái dòng máy chiếu hiện nay trên thị trường, là dòng máy xa, máy gần và máy siêu gần. Hy vọng là qua video này thì chúng ta sẽ có thêm một cái góc nhìn nữa về những cái dòng máy chiếu hiện nay đang có trên thị trường. Xin chào và hẹn gặp lại em ở các video sau.